I put diamonds in your ear. Đây là lần đầu tiên mình tham gia Việt Nam International Fashion Week, một sân chơi với rất nhiều các nhà thiết kế nổi tiếng, cũng rất hồi hộp để đưa những cái thiết kế của mình đến với khán giả tại Việt Nam. Bộ sưu tập có tên là Duyên, lấy cảm hứng từ nét duyên đằm thắm từ những người con gái, những người phụ nữ Việt Nam. Mình đưa tới một làn gió mới cho thời trang Việt Nam với những cái thiết kế, ngoài trong đó những cái nét vẽ có một chút gì đó hơi Á Đông một chút, thổi hồn từ những đặc điểm của dân tộc. Hy vọng là khán giả sẽ thích thú, hài lòng và mình cũng thành công trong cái show diễn lần này.